Tối qua, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản chi hội tại thành phố Đà Nẵng, tức RCCID, tổ chức không gian ánh sáng nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Jakabe Yoshinori. Với chủ đề của sự kiện là cùng nắm chặt tay nhau hướng tới tương lai vương tầm thế giới, không gian trang trí ánh sáng nghệ thuật do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng tài trợ lần đầu tiên được thực hiện tại Đà Nẵng với hệ thống chiếu sáng quy mô lớn với 500.000 đèn LED, trình bày theo ba chủ đề, đường vòng hoa anh đào, vườn hoa anh đào Nhật Bản và hồ hoa sen Việt Nam. Một trong những lý do khiến chúng tôi chọn làm không gian ánh sáng là vì từng bóng đèn nhỏ nhỏ thể hiện cho mỗi con người Nhật Bản và Việt Nam và tất cả những bóng đèn đó hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian ánh sáng rực rỡ tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt 50 năm vừa qua. Và không chỉ dừng ở 50 năm mà chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới kỷ niệm 100 năm trong giai đoạn tới để mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt và rực rỡ hơn nữa. phát biểu tại sự kiện phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến hy vọng không gian ánh sáng nghệ thuật này sẽ đưa đến cho người dân và du khách một trải nghiệm mới cảm nhận ý nghĩa mối quan hệ hợp tác hữu nghị tin cậy tôn trọng lẫn nhau bình đẳng và cùng có lợi giữa hai đất nước việt nam và nhật bản từ đó mỗi người sẽ có thêm những ý tưởng và hành động để góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước cũng như giữa đà nẵng và các địa phương nhật bản không gian ánh sáng nghệ thuật được lắp đặt và trình chiếu tại công viên bờ Tây cầu Rồng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Những bóng đèn này được bật từ 18 giờ 30 đến 22 giờ, bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 đến hết ngày 23 tháng 7 năm 2023.